Hello hello, xin chào cả nhà đã quay trở lại kênh của Tép. Hôm nay mình sẽ đi ăn bánh cuốn ở số 29 đầu ngõ Thụy Khuê. Hàng này chỉ có 10.000 thôi mà kiếm được một cái hàng rẻ như thế này ở Hà Nội thì rất là khó. Bình thường một suất đã là 15-20.000 rồi. Chúng ta sẽ đi ăn thử xem ở đấy có chất lượng không, hay là với giá tiền như thế thì nó lại không ngon lắm. Quán này nằm ở ngay đầu ngõ 29 Thụy Khuê. Quán này thì bán được 40 năm rồi, hơn 40 năm rồi. Quán bán từ 6 giờ sáng đến khoảng 12 giờ, 1 giờ chiều. Có cả chỗ ngồi ngoài đường như thế này hoặc là chỗ ngồi trong nhà. Ngoài ra thì có cả bánh đúc nóng và bánh đúc nguội nữa. Mời cả nhà nha. Bánh cuốn này chỉ có 10k thôi mà là bánh cuốn nóng ấy, không phải là bánh cuốn nguội đâu. Cũng nhiều nhân phết đấy. Lúc đầu mình tưởng là bánh cuốn kiểu bánh cuốn nguội ấy. Mềm quá, run. Thấy nước chấm nó hơi nhạt. Hộp nhĩ to, nấm to. Bây giờ kiếm được một hàng bánh cuốn nóng 10.000 rất khó. Bây giờ rẻ nhất cũng phải 15-20.000. Ở đây bánh cuốn trứng có 8.000 thôi. Đây là bánh cuốn trứng này, bánh cuốn trứng có 8.000 thôi. Có cả lòng đào. Úi rồi. Thật ra bình thường ăn bánh cuốn mình ăn bằng thìa. Trứng. Mười nghìn rất ngon, hơi xa nhà một tí nhưng mà xuất sắc. Nhà to thì xa, nếu nhà mọi người ở gần Thụy Khuê mọi người lên nên ăn sáng ở đây. Thịt khêu. Bye bye cả nhà và hẹn gặp lại trong những vlog lần sau. Nhớ like, share và subscribe.